có mình luôn rồi anh. Nổ. Wow, quá êm. Thôi được rồi anh, tắt. Thôi được rồi. Anh nhớ đâu có nắp dở không? Thôi khỏi đi, tắt luôn đi. Thôi tắt luôn anh. Con này nó giá sao anh? Giá 70 mấy triệu anh. Hơn 70 à? Đúng rồi. À, Kuta L2201DT. Cái đời này nó có VIP không anh? VIP. Cực VIP à? VIP, đời à, đúng VIP. À, đời đúng VIP luôn hả? À, cái nó có nắp dở lên mà. Dở được mà. Đúng VIP luôn. À, đúng VIP luôn hả? À, vỏ này sao anh? Vỏ rin luôn. Vỏ rin luôn. Mâm rin luôn. Rin toàn bộ. Bớm nhớ em quay con giống giống vậy anh. Thì nó giống vậy đó. Hả? À? Giống vậy. À. À đây đây. Không, hồi nãy em tưởng là nắp đó bật lên không được. Lâu quá rồi không nhớ. Đèn. Hả? À? Đề hả? Dạ. Đề hả? Dạ. Rồi đề đó. À. Nhả số cho anh. Nhả số chưa? Số 0 chưa? Ngồi lên cho nó chắc đi. Dạ. Ngồi lên cho nó chắc chứ đụng cái đồ bây giờ đâu có biết được. Anh thấy chiếc VinFast ngày hôm qua nó chạy Đà Lạt đâu? Mấy xe điện á. Anh biết cái xe mở xe xe đạp điện nha, xe máy điện nha. Xe máy điện mà hôm bữa thằng kia nó chạy nó cướp ra vậy. Tới lúc nó thắng hết ra xong nó buông xe bỏ chạy bỏ xe luôn. Wow, động cơ đã quá. Không có xải gió luôn ha. Không xải gió luôn, có ga chân luôn. Hai hai mà. Ô. Máy VIP á. Xuống nữa coi. Hết rồi. Rất là VIP. À, cái đời này chụp đèn nó hay quá ha. Nó tròn. Hơn 70 cũ. Ủa. Kubota 22 mã lực. À, ben 4 lò. Ok ha. Yên zin luôn ha. Yên zin luôn, nó dày ha. Không nhận nó dày. Chất lượng. Đèn đóm đầy đủ. Có kèn luôn. Mà xi nhan này mình bật ở đâu ta? À, có xi nhan luôn. Wow. Mâm là nước sơn zin luôn. Vỏ 8322. Vỏ Beripton luôn. Trước sau gì đẹp hết. L2201DT 22BS. Trời cháu quá đẹp. Rồi con này hơn 70 cũ. Rồi tiếp một con nữa. Con này là con này giá hơn 50 cũ các bạn. EM2020 mã lực Dân Ma. Thì theo như mình thấy thì vỏ còn rất đẹp nè. Rồi mâm thì nước sơn rin luôn nè. Mâm trước cũng vậy, vỏ cũng còn đẹp nè. Rồi rất là đẹp ha. Rồi con này hơn 50 cũ các bạn. Đây, nước sơn rin hết ha. Rồi để mình nghe theo ông chủ thử coi, coi ông kêu là con này đề dễ nổ không trong. Yeah.
Máy đẹp không? Zin hả? Ồ, zin từ A đến Z ha. Hai máy. À, 2T84. Wow. Thổi xong luôn. Ôi. À. Rồi. Đây, máy quá ok ha. Có gì kêu đây? Cái này nè, nó xuống gan ti nổ nghe đã lắm. Đó. Wow, cái này mà kéo xịt thuốc rồi thôi, hết ý luôn. Cái này các bạn ráp vào cái đuôi này nè. Ráp vào đây cái đuôi một cái bộ là xịt thuốc luôn. Đó, tuyệt vời luôn. Rồi giá hơn 50 củ. Nước sơn đồ rim hết ha. Ô đồ đẹp. Ok, động cơ đồ. Bao không đụng ha. Ốc bét không xả gió luôn. Chứng tỏ là dầu từ bên Nhật về vẫn còn ok. 532 giờ. Hộp đồ nghề đồ đầy đủ. Ồ, rớt cái nắp. Có bạn hỏi mấy cái chiếc này tay lái có trợ lực không? Trợ lực cơm. Hả? Trợ lực. Cái đèn này bỏ vô mấy chiếc đam được nè. À, Honda Dam nè. Cái đèn này bỏ Honda Dam được nè. Dạ. 78 á. Hồi xưa đi kiếm không ra. Rồi. Quá đẹp các bạn ơi. Giá ơi quá mềm. Hai cầu. Tay lái trợ lực cơm. Hàng bãi nội địa Nhật IM 2000 mà giá có hơn 50 củ thôi. Đây là Long Khánh Đồng Nai các bạn nha. Anh Đồng Nai. Rồi anh em nào có nhu cầu thì cứ alo. Mấy cái đời này anh, em thấy người ta chế làm sao á, người ta xịt thuốc ngon lắm, nó kéo một cái rò mọt, dạ xịt thuốc. Rồi ở đây có mấy cái cối trộn phân để mình vô mình quay luôn cho bạn xem ha. Cối rải phân, rải phân. Quên, cối rải phân. Đây. Hai cối rải phân. Cái này của em từ 1.000 đến 3.000 hả? Đúng rồi. Nói chung là 1.500 thì cũng được. À, 1.500, 2.000 gắn vô là được rồi. Cái này bồn nó được 250kg anh. Đó đó. Hay không, 250kg mà. Thông thường là vậy, đúng rồi. Cái này 200kg. 200. À, một cái về cái, à, cái kia 300kg. Như cái này thì anh bán bao nhiêu tiền cái? Trên 10 triệu. Một cái là 10 triệu. Trên 10 triệu. À, trên 10 triệu. À, trên 10 triệu. Đầy đủ đồ. Đồ nó liền lạc quá ha. Đầy đủ. Bán có tặng bộ dao luôn không? Không. Hả? Dao này dao riêng. Lắp dọc đồ có hết chứ? Đó. Đó, à, lắp của nó đó. À, nguyên com lê của nó. Nguyên com lê của nó. Đồ rải ngon lành cành đào đúng không? Đúng rồi. À, bây giờ em thấy người ta mua thứ này nhiều anh. Anh để đó đi chứ. Cầm chị. Kệ nó, anh để đó đi không sao đâu. Để đó, em coi xuống đây. Ủa, cái này nó mục mục gì mình chế lại được chứ? Đâu có mục. Cái này nè, sắt nè. Không có đó mà hái mà, gan mà. Không, phải chứ. Dính phân á. Phải không? Dính phân á, chứ đâu có làm gì được. Đây, phân nè. Không anh, không anh, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Trên này nó có một cái tấm vậy nữa nè. Đâu có, đây nè, đây tấm đây. Không, cái tấm đó là để, cái tấm đó là để anh chỉnh phân xuống, nó nằm ở dưới. Bây giờ anh muốn ấy, anh phải chế một cái tấm phía trên này. Anh cũng đục lỗ y chang vậy. Không cần, cũng để y vậy cũng được thôi. À, anh đổ cái tuột phân xuống hết sao? Không tuột, nó quay ra. Anh giỡn anh. À. Giỡn anh. Tuột phân xuống hết chứ. Đó, hai cái ha. Mỗi cái hơn 10 triệu rồi. Anh em nào có nhu cầu cứ alo với ông chủ thôi. Ha. Rồi đây là Long Khánh Đồng Nai nha các bạn nha. Rồi. Bộ rải phân có kèm theo lắp dọc đầy đủ luôn.
Rồi, mến chào các bạn. Đây.